Nhìn những hình ảnh này, ít ai nghĩ đây là một nữ doanh nhân dày dạn thương trường. Trái lại, chị giống như người biết tận hưởng cuộc sống, thích làm đẹp hơn là vùi mình vào những căng thẳng công việc. Cho đến khi chị nhận được giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2014 của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người mới biết đó chính là chị Nguyễn Thị Việt Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dây sợi Rồng Á Châu. Người đã mở lối tiên phong cho sản phẩm sợi tổng hợp, phục vụ chủ yếu cho ngành nông nghiệp. Sau 7 năm làm việc cho một công ty nước ngoài, chị Nguyễn Thị Việt Hòa nhận thấy nhu cầu của thế giới về sản phẩm sợi nông nghiệp luôn có, nhưng rất ít công ty tại châu Á sản xuất loại sợi này, đặc biệt ở Việt Nam thì gần như không có. Thế là chị quyết định mở lối đi cho riêng mình, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dây sợi Rồng Á Châu, chuyên sản xuất sợi nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Với sản phẩm chính là dây sợi polypropylene, dùng để đóng gói rơm, cỏ khô cho gia súc, làm dây buộc hoặc làm dây leo cho các loại cây trồng trong nhà kính như cà chua, dưa leo, vân vân. Ở các nước có nền nông nghiệp và chăn nuôi phát triển, dây thừng ni lông, polyester, polyethylene, polypropylene còn được dùng trong ngành hàng hải và dùng vào các mục đích khác. Và sau gần 9 năm đi vào hoạt động, công ty Rồng Á Châu đã trở thành nhà xuất khẩu sợi nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, công ty Rồng Á Châu đã phải tự tìm hiểu, nghiên cứu để khởi sự sản xuất sợi nông nghiệp bắt đầu từ con số 0. Cũng được cái sự mà động viên khích lệ từ phía nước ngoài là nếu mình sản xuất một sản phẩm đúng chất lượng thì họ cũng sẽ có nhu cầu nhiều. Thì chỉ vì một cái lời động viên như vậy thì mình cũng đã bắt tay vào mình đầu tư. Mặc dù tất cả những cái gì tài sản mình đang có là mình đều phải bán hết để mình đánh đổi lấy những cái máy móc như hiện tại mình có. Thế nhưng mà rồi với cái sự quyết tâm của cô, của tất cả mọi người, của anh chị em thì đầu tháng 11 năm 2006 thì bọn mình đã xuất cái công hàng đầu tiên đi Mỹ. Tiên phong trong một lĩnh vực chưa có ở Việt Nam, dù không có đối thủ cạnh tranh trong nước, nhưng việc đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành là vấn đề không đơn giản. Các đối thủ đến từ châu Âu là những công ty giàu kinh nghiệm và chất lượng sản phẩm cao. Chính vì thế, công ty Rồng Á Châu đã tập trung đầu tư toàn bộ dây chuyền sản xuất mới, hiện đại nhất, được nhập khẩu từ Đan Mạch, Ý, Tây Ban Nha và Áo, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn sản phẩm khắt khe của các quốc gia tiên tiến. Bên cạnh việc đầu tư máy móc, người đứng đầu công ty Rồng Á Châu cũng chú trọng nâng cao trình độ quản lý kỹ thuật sản xuất cho đội ngũ cán bộ nhân viên, sao cho giá thành sản phẩm hợp lý, đủ cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận. Trong tương lai gần, khi Việt Nam ký kết hiệp định thương mại với EU, thì công ty Rồng Á Châu sẽ có nhiều khả năng thâm nhập thị trường quốc tế vì sản phẩm xuất xưởng tại Việt Nam thường có giá thấp hơn các đối thủ khoảng 5-7%. Trong cái quá trình mình vừa nghiên cứu, mình vừa nhập máy thì mình phải làm việc với các nhà sản xuất để tìm thêm thông tin về máy, cũng như là nghiên cứu thị trường, cũng như làm việc với các khách hàng tiềm năng để mình hiểu được tất cả những cái ứng dụng và những cái tiêu chuẩn bắt buộc. Ví dụ như là mình trồng ngoài trời nắng, ở nhiệt độ thị trường Mỹ khác, thị trường châu Âu khác, thì như vậy mình cần phải sử dụng những cái chất liệu như thế nào cho phù hợp. Có nghĩa là mình đã chuẩn bị rất là chi tiết về vấn đề là tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng thị trường, cho từng sản phẩm. Với quyết định táo bạo cùng những chính sách đầu tư hiệu quả từ nữ tổng giám đốc Nguyễn Thị Việt Hòa, công ty sợi Rồng Á Châu đã giành được vị thế thương hiệu hàng đầu về xuất khẩu sợi nông nghiệp trên thị trường khu vực Đông Nam Á, với sản lượng xuất khẩu bình quân mỗi năm hơn 6.000 tấn. Nhiều đối tác, bạn hàng đã làm ăn với công ty Rồng Á Châu những ngày đầu thành lập, nay vẫn tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng công ty. Về các rào cản thì bán trong nước hay xuất khẩu ở đâu đó thì mình cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Mà đặc biệt xuất khẩu khi mà
khách hàng không biết mình là ai, nhiều khách hàng không biết Việt Nam ở đâu. Thế tuy nhiên sau đó thì phải bằng mà những cái thời gian, cái nỗ lực của mình, và cái quan trọng nhất là cái người mà đi bán hàng phải hiểu rất rõ về kỹ thuật, để không có làm mất thời gian, cũng như là khách hàng người ta phải tin tưởng rằng đó là công ty sản xuất chứ không phải công ty thương mại. Công ty Rồng Á Châu hiện là một thương hiệu mạnh trên thị trường Mỹ và Úc. Từ năm 2012, công ty đã đầu tư 50% vốn vào công ty liên doanh với Úc sản xuất sợi nông nghiệp, mở rộng cung cấp cho toàn bộ thị trường ở Úc và New Zealand. Theo kế hoạch, vào năm 2016, công ty sẽ tiếp tục có một liên doanh nữa với Mỹ để có thể đẩy mạnh hơn cho thị trường Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, công ty cũng đang dần khẳng định thương hiệu tại Brazil, Mexico, Canada và một số nước khác. Đối tác của mình rất là khó, đặc biệt là thị trường Úc, rất khó. Thì họ yêu cầu làm mẫu đi, làm mẫu lại, rất tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà quan trọng bọn mình kiên trì và bọn mình nói rằng là phải làm được. Một công ty khác làm được thì bọn mình phải làm được. Và cái thứ hai là mình cũng chia sẻ với các bạn, khi mình bán hàng, mình phải đứng vào cái vị trí của người mua hàng. Nên tốt nhất là một lần khi mà mình đáp ứng họ phải đáp ứng đầy đủ, hoặc đến lần thứ hai thôi, không bao giờ đến lần thứ ba. Công ty có quy định là trong vòng 24 giờ đồng hồ phải trả lời khách hàng và phải có một lời hứa. Bên cạnh cái việc là chất lượng, giá cả thì mình phải có một cái service như vậy. Thì khách hàng càng khó thì chúng mình càng có nhiều cơ hội để học hỏi và chất lượng càng improve. Nếu các doanh nghiệp sản xuất thường chọn cách phát triển thị trường trong nước trước, rồi sau đó mới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, thì với công ty Rồng Á Châu, chị Hòa đã có cách làm hoàn toàn ngược lại. Sau khi đạt được những thắng lợi ở thị trường xuất khẩu, công ty mới quay trở lại chinh phục thị trường trong nước. Ở thị trường trong nước, công ty Rồng Á Châu hiện cung cấp mẫu và sản phẩm cho nhiều công ty và các hộ nông dân sử dụng. Từ trồng chuối, dưa leo, cà chua, trồng nấm, tất cả đều hài lòng với sự khởi đầu này. Thì bọn mình đã đang phát triển thị trường trong nước, nhưng mà do cái ngành nông nghiệp của mình á, là đi sau thế giới. Chỉ bắt đầu khoảng 2 năm về đây thì bắt đầu là cái sản phẩm mà sử dụng trong nhà kính nó bắt đầu được ứng dụng. Thì hiện tại là toàn bộ khu vực phía Nam, từ trên Đà Lạt xuống miền Tây, xuống Bình Dương, thì bọn mình đã cung cấp gần như là cho hết tất cả các trang trại mà họ sử dụng nhà kính. Thì sản phẩm gần như không phải là bán mà là cùng hỗ trợ để chia sẻ cái cách mà họ trồng và họ sử dụng cái sợi của mình cho tiết kiệm nhất, tiết kiệm và hiệu quả, không bị lãng phí. Là một công ty sản xuất hàng xuất khẩu nên Rồng Á Châu cũng có những khó khăn nhất định do bị phụ thuộc vào tình hình giá dầu và nguyên liệu thế giới. Thế nhưng, công ty không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, mà thay vào đó là mối quan hệ bền vững và cùng chia sẻ với đối tác, bạn hàng. Công ty cam kết làm việc theo nguyên tắc duy trì chất lượng ổn định, giá cả không thay đổi tối thiểu 6 tháng, ngay cả khi thị trường có biến động. Tăng năng suất, tối đa hóa năng lực làm việc để giảm giá thành là điều công ty thực hiện mỗi năm và đạt được những hiệu quả nhất định. Thương hiệu Rồng Á Châu phát triển ổn định trong bối cảnh suy thoái như hiện nay, đó là nhờ chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh và biết đặt chữ tín lên hàng đầu. Điều này được thể hiện bằng những việc làm, cung cách phục vụ của công ty đối với khách hàng. Kể cả những khách hàng nhỏ, mua với số lượng ít, công ty đều phục vụ tận tình, chu đáo, không có sự phân biệt trong kinh doanh. Có một câu nói là chất lượng là sự sống còn của doanh nghiệp. Thì cái doanh nghiệp đó không phải chỉ là Rồng Á Châu, mà là còn bao nhiêu các đối tác của mình nữa, các đối tác của mình nữa. Nên duy trì chất lượng là một cái điều là sẽ luôn luôn xuyên suốt và là vĩnh cửu của Rồng Á Châu. Theo chị Việt Hòa, để công ty có một hình ảnh tốt thì không chỉ quan tâm tới chất lượng sản phẩm mà còn phải xây dựng văn hóa công ty. Từ trách nhiệm với đồng nghiệp tới trách nhiệm với khách hàng và toàn xã hội, tất cả đều được người lao động công ty cùng nhau chia sẻ để làm đẹp cho mỗi cá nhân, cho tập thể và cho hình ảnh công ty.
trước tiên nói về cách quản lý thì chị Hòa quản lý công việc rất là cởi mở, quản lý công việc theo cái hiệu quả công việc chứ mình không quản lý công việc theo thời gian, nên ở đây mọi người rất là chủ động trong công việc và chị rất là sẵn sàng lắng nghe cái sự góp ý của nhân viên cũng như là khi mà mọi người có cái sáng kiến gì thì cũng sẵn sàng trao đổi trong công việc, thì mọi người cảm thấy rất là dễ dàng làm việc hơn. Thì ngoài về cái vấn đề sản lượng và chất lượng á, thì công ty nào cũng quan tâm. Nhưng mà ngoài ra thì công ty Đồng Mái Châu còn rất quan tâm về cái vấn đề là môi trường làm việc cho nhân viên. Ở đây thì mọi người cảm thấy rất là thoải mái, có góc thư viện, có sách cho mọi người đọc, có mọi người có thể thoải mái trò chuyện ngồi đó ngày trưa. Rồi ngoài ra thì chỉ là một người rất là tế nhị, rất là quan tâm đến công nhân viên. Thì một cái ví dụ nhỏ như là sinh nhật của nhân viên á, thì chỉ là người đích thân mua quà tặng đến mọi người. Thì như vậy thì mình cảm thấy là nhân viên công ty Đồng Hóa Châu thì mình cảm thấy rất là may mắn. Mặc dù là một tổng giám đốc nữ điều hành một cái nhà máy sản xuất dây sợi tổng hợp với những cái dây chuyền máy móc hiện đại, nhưng tổng giám đốc vẫn tham hiểu và hiểu biết về tất cả các quy trình của máy móc và từ đó mà làm cho tất cả các nhân viên sản xuất và nhân viên cơ điện vẫn khâm phục. Là người tiên phong trong lĩnh vực sợi nông nghiệp và đạt được những thành công đáng kể, nhưng chị Nguyễn Thị Việt Hòa lại khá khiêm tốn. Chị khẳng định, tôi không phải là doanh nhân ham làm giàu, tôi chỉ là người đam mê cái mình thích và có khả năng hoàn thành tốt công việc đó. Trong công việc, tôi không thích ôm đồm và phải trả giá cho sự mạo hiểm. Tôi chỉ làm cái gì mà mình hiểu rõ nó, yêu nó và tự tin chiến thắng nó. Ngoài công việc quản lý tại công ty, chị Nguyễn Thị Việt Hòa rất tích cực tham gia các hoạt động của hiệp hội, cộng đồng. Chị hiện là phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ doanh nhân 2030, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Nhựa Việt Nam. Chị đang dự định lập một quỹ riêng để hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho sinh viên ngành cơ khí. Thích hòa mình với vẻ đẹp thiên nhiên để tìm sự thoải mái, bình yên trong tâm hồn. Bởi với chị, phụ nữ có làm gì đi chăng nữa thì vẫn là phái đẹp. Quan điểm của tôi là mình làm cái mình muốn. Do vậy là không đổ lỗi cho công việc để mà tôi không còn thời gian cho bản thân và cho gia đình. Thì cũng mong là mỗi một doanh nhân nói chung và doanh nhân nữ nói riêng thì mình nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, quan tâm đến những người kế thừa, bao gồm có cả đồng nghiệp, có cả con cái. Để có được thành công như hôm nay, chị Nguyễn Thị Việt Hòa đã phải trải qua rất nhiều thử thách, vất vả phấn đấu và không ngừng học hỏi trong suốt quá trình làm việc. Những cố gắng cũng như ý chí của chị đã khiến chúng ta hiểu rõ hơn, trân trọng hơn những hoa thơm quả ngọt mà chị đã gặt hái. Đồng thời cũng chứng minh một điều rằng, phụ nữ muốn thành công, phải tự tin ở chính mình.